Thưa quý vị, trong kỳ điều chỉnh mới nhất, giá xăng Việt Nam đã tăng lên mức gần 30.000 đồng trên một lít, cao nhất trong lịch sử. Nguyên nhân giá dầu thế giới tăng mạnh lên mức 130 USD trên một thùng vì xung đột giữa Nga và Ukraine. So với nhiều nước Đông Nam Á, thì Việt Nam đang nằm trong nhóm 4 nước có giá xăng đắt đỏ. Theo GasPetroPrice, hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, Singapore có giá xăng cao nhất với 2.194 đô la trên một lít, tương đương 50.194 đồng. Đứng thứ hai là Lào với mức giá 1.482 đô la, tương đương 33.905 đồng. Kế tiếp là Thái Lan bán một lít xăng là 1.444 đô la, tương đương 33.035 đồng. Đứng thứ tư là Việt Nam với 29.820 đồng, bám sát là Philippines với 1.261 đô la, tương đương 28.849 đồng. Campuchia là 1.157 đô la, tương đương 26.469 đồng. Indonesia là 0,895 đô la, tương đương 20.475 đồng. Và bán xăng rẻ nhất là Malaysia với 0,491 đô la, tương đương 11.233 đồng. Tuy nhiên, giá xăng Việt cao còn do gánh thuế phí chiếm rất lớn trong cơ cấu giá. Theo đó, mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng phải cộng 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế bảo vệ môi trường 4.000 đồng. Ngoài ra, còn các khoản lợi nhuận định mức, chi phí định mức, chi phí vận chuyển chiếm 5-8%. Tuy nhiên, nếu nhìn về thu nhập bình quân trên đầu người thì giá xăng Việt Nam còn trở nên khá đắt đỏ cho người tiêu dùng. Với Singapore, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2021 là 66.263 đô la trên một người. Rõ ràng, mức thu nhập này thì người tiêu dùng giá một lít xăng của Singapore là 2.194 đô la là quá rẻ. Trong khi đó, theo Statista, trong năm 2022, dự báo thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 4.187 đô la, trong năm 2021 là 3.742 đô la. Với Malaysia, sở hữu giá xăng rẻ nhất không chỉ khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới, thì thu nhập bình quân đầu người dự báo là 12.295 đô la cho năm 2022, còn trong năm 2021 là 11.124 đô la. Cũng theo GasPetroPrice, so với thế giới, giá xăng Việt Nam đang xếp thứ 97, hiện bán xăng đắt nhất thế giới là Hồng Kông với 2.831 đô la một lít, tương đương 64.767 đồng. Thứ hai là Na Uy với 2.693 đô la, tương đương 61.610 đồng. Và thứ ba là Đan Mạch, 2.401 đô la, tương đương 54.930 đồng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.